Rồi, rất là tuyệt vời. Rồi, xin chào tất cả các anh chị ha. Chúng ta sẽ tiếp tục với buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là gì ạ? Thực hành bước tiếp theo, đó chính là gia vị nhiệm màu anh chị. Và thực sự trong cuộc sống của chúng ta anh chị, gốc rễ của sự thành công á, thì nó đến từ đâu ạ? Nó đến từ lòng biết ơn. Anh chị có thấy là khi mà chúng ta thực hành xong 8 ngày vừa qua, 7 ngày vừa qua, thì anh chị có đồng ý rằng với thiền là gì ạ? Tất cả mọi thứ chúng ta cần phải có lòng biết ơn đúng không ạ? Từ thức ăn cho đến sức khỏe, cho đến mối quan hệ, cho đến tiền bạc. Thì trong 7 ngày vừa qua, chúng ta đã thực hành xong về lòng biết ơn. Đúng không ạ? Và chúng ta đã kích thích được cái con người phi thường bên trong của mình. Chúng ta đã kích thích được cái cảm xúc biết ơn của chúng ta lên rồi. Thì anh chị hãy quan sát xem cuộc sống của mình trong 7 ngày vừa qua. Có phải là anh chị thấy cái cảm xúc bên trong của mình, nếu như anh chị nào thực hiện nghiêm túc viết 10 điều biết ơn đầy đủ và tập trung vào những cái suy nghĩ tích cực mỗi ngày, rèn luyện tâm thân trí của mình mỗi ngày, thì anh chị thấy rằng là từ tiền bạc cho đến sức khỏe cho đến mối quan hệ và cuộc sống của anh chị dường như nó đã có cái sự chuyển biến gì đó mới rồi đúng không ạ? Chắc chắn một điều như vậy luôn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà cái cảm xúc anh chị thay đổi thì nó sẽ thu hút những cái điều mà anh chị gieo trồng cái cảm xúc đó vào ngay chính bên trong cơ thể của mình. Nếu như cảm xúc trong ngày của anh chị mà chúng ta thực hành lòng biết ơn, chúng ta luôn giữ cho mình cảm xúc tốt đẹp, cảm xúc tích cực trên 51% trên một ngày, thì chắc chắn cái điều tốt đẹp tích cực nó sẽ thu hút đến với mình rất là nhiều về tiền bạc, tài chính và sức khỏe và mối quan hệ cũng vậy. Và tiện thấy anh chị, nhiều anh chị là comment quá trời thành công về tài chính, về sức khỏe và kẻ mối quan hệ luôn anh chị. Nhưng mà ít ghi nhận anh mừng thành công, đợi hỏi thăm mới 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 comment lên, còn bình thường là ít có ghi nhận lắm. Cho nên là sao ạ? Một cái thói quen mà chúng ta cần phải nuôi dưỡng đó chính là ghi nhận anh mừng thành công mỗi ngày, để chúng ta có thể là tập trung vào những thành công của mình nhiều hơn, để chúng ta có thể là thu hút thành công của mình nhiều hơn, được không ạ? Cho nên là sao ạ? Trong quá trình thực hành lòng biết ơn thì anh chị còn phải nghiêm túc trong 28 ngày liên tục để chúng ta rèn luyện lại một thói quen mới, được không ạ? Bao nhiêu năm số anh chị hôm bữa tới giờ là chúng ta thực hiện rất là nghiêm túc kỷ luật với cái sự viết 10 điều biết ơn ạ? À? Thì Thiện tin chắc một điều rằng là gì ạ? À? Những anh chị nào thực hiện nghiêm túc thì chúng ta sẽ đạt được một kết quả vô cùng tuyệt vời. Cuộc sống của anh chị sẽ thay đổi rất là nhiều. Và anh chị ơi, trong cái chương sách mà gia vị nhiệm màu như thế này á, thì trong cái chương sách này nó nói rằng là gì? Khi mà chúng ta ăn, chúng ta uống những cái đồ ăn thức uống hàng ngày, thì chúng ta cũng phải gửi một cái lời biết ơn, một cái lời cảm ơn đối với những người đã gieo trồng thức ăn cho chúng ta. Anh chị hình dung là để mà tạo ra được một cái bữa ăn mà anh chị ăn hàng ngày đó, cái điều đó không phải là hiển nhiên mà nó xảy ra, mà nó phải có công sức của rất là nhiều người, từ cái giai đoạn trồng trọt, từ giai đoạn gieo hạt, từ những người chuẩn bị hạt giống, từ những người cày xới đất lên, và khi đó tiếp đến một cái giai đoạn nữa là từ cho đến là những cái người mà gieo trồng, tưới nước, chăm bón mỗi ngày. Và khi mà thu hoạch gặt quả thì nó tới giai đoạn là gì ạ? À, tới giai đoạn là vận chuyển bao bì đóng gói đến những công ty nhà máy, hoặc là đến những cái siêu thị nè, đến những cái trung tâm thương mại nè, nó vào những cái Vinmart nè, nó vào những cái khu mà trưng bày thức ăn nè, và để tới tay của anh chị thì nó phải qua một cái giai đoạn của những người nhân viên bán hàng. Và anh chị hình dung là để mà tạo ra được một món ăn, một bữa ăn hoặc một ly nước mà anh chị uống, nó phải qua rất là nhiều giai đoạn. Công sức nè, thời gian nè, trí tuệ nè, cả những cái người họ thức cả ngày lẫn đêm để họ tạo ra được cái món ăn đó. Được không ạ? Họ tạo ra được cái thức ăn đó để cho anh chị có được một cái món ăn ngon trên bàn ăn mỗi ngày. Thì anh chị có thấy cái điều đó là một cái công lao lớn lao của những người đó không ạ? Anh chị hình dung là nếu như không có những người đó thì làm sao mà chúng ta có được cái bữa ăn được đây? Đúng không anh chị? Đó. Cho nên anh chị hình dung là gì ạ? À, kể cả Đức Phật anh chị, kể cả Đức Phật hoặc là những cái con người vĩ đại nhất trên thế giới đó, cũng khuyên chúng ta một điều rằng là gì? Khi mà chúng ta ăn uống đó, khi mà chúng ta ăn uống thì mình nên biết ơn với những con người họ đã làm ra cái thức ăn này, để cho sao ạ? À? Để khi mà mình biết ơn những cái con người mà họ làm ra cái thức ăn cho chúng ta ăn mỗi ngày đó, để cho chúng ta có được cái cảm xúc thật, được không ạ? À? Quan trọng là mình biết ơn ở đây là mình cần có cái cảm xúc thật. Nếu như mình ứng dụng
mà mình chỉ nói là gì à? Nói cái từ cảm ơn thôi đó. Nhưng mà bên trong của mình cảm xúc nó không có thật thì khi mà chúng ta biết ơn nó cũng không có cái điều gì xảy ra cả. Được không ạ? Quan trọng là cảm xúc anh chị. Và anh chị hãy nhớ một điều rằng là gì ạ? Cảm xúc thì nó mới dẫn đến hành động. Còn lời nói thôi đó, còn lời nói bình thường như thế này thôi đó, thì nó không có cảm xúc thì nó không có dẫn đến hành động được. Cho nên là ngày hôm nay khi mà anh chị thực hành biết ơn đối với đồ ăn hoặc là thức uống mà mình ăn vào, thì anh chị hãy hình dung tưởng tượng rằng là gì? Cơ thể của mình á, nếu như nó không có thức ăn thì cơ thể của anh chị nó sẽ như thế nào đây? Mình sẽ đói thì cơ thể của mình nó có làm việc được không ạ? À, đầu óc của mình nó có tỉnh táo được không anh chị? Cảm xúc của mình nó có được thoải mái không ạ? Bao nhiêu trong số anh chị ở đây là khi mà chúng ta ở trong cái trạng thái đói á, anh chị có vui vẻ, anh chị có hạnh phúc được không ạ? Hay là khi mà chúng ta đang đói bụng, khi mà chúng ta đang đói bụng nhưng mà có người thì họ lại họ giỡn với mình hoặc là họ đùa vui với mình, cái bắt đầu cái mình sinh sôi những cái cảm xúc không vui lên, mình bắt đầu mình cáu, mình giận lên ạ. À, lúc trước bản thân của Thiện cũng vậy, đang đói mà đụng vào cái cơn đói của mình rồi á, mình đã đang đói rồi mà người kia còn lại còn chọc mình, còn trêu mình, còn giỡn với mình là rồi thôi xong luôn, là bắt đầu mình không tích cực với người ta luôn anh chị, mình cáu lên luôn anh chị. Tức nghĩa là khi mà cái cơ thể của mình, cái tế bào của mình nó đói rồi đó, thì cái sự mà cảm xúc của mình nó lên rất cao, được không ạ? Cho nên là sao ạ? Cảm xúc của mình không được thoải mái thì nó sẽ sinh ra những cái hành động không được có tuyệt vời lắm. Cho nên là anh chị sao ạ? Khi mà anh chị thấy là mình đói, mình không có thức ăn thì mình đâu có dễ chịu đâu, đúng không ạ? Cho nên cơ thể của mình đặc biệt là nó cần thức ăn, được không ạ? Mà theo anh chị là thức ăn nó đến từ đâu ạ? À, thức ăn thì nó đến từ những người nông dân, họ phải trồng trọt, họ phải chăm sóc mỗi ngày, rồi họ phải yêu thương, họ dùng công sức của họ để sao ạ? Để họ trồng trọt, họ chăm bón những cái thức ăn đó, và sẽ có một cái chuỗi người lái xe họ chở những cái sản phẩm, những cái thực phẩm đó đến siêu thị để cho anh chị sao ạ? Tiêu dùng được những cái thực phẩm đó. Đó là một chuỗi công sức rất lớn để cho anh chị có được cái trái cây của anh chị ăn hoặc là cái rau xanh của anh chị trong bữa ăn mỗi ngày. Và để có những điều đó thì anh chị thấy rằng là gì? Có những con người vĩ đại không ạ? Họ thức cả ngày lẫn đêm để họ dùng những cái ý tưởng, dùng những cái trí tuệ, dùng những cái chiến lược thông minh nhất để tạo ra được những sản phẩm đồ ăn ngon nhất. Để anh chị có thể là gì? Có được cái bữa ăn ngon trong gia đình. Vậy thì tại sao tác giả nói với chúng ta là gì ạ? Trước khi ăn thì chúng ta cần phải biết ơn. Để làm gì ạ? Trước khi ăn chúng ta cần phải biết ơn để chúng ta lấy tâm trí của chúng ta quay về ở cái thời điểm hiện tại. Chứ không phải mình vừa ăn mà cái tâm trí của mình lại để ở nơi khác. Vừa ăn mà chúng ta suy nghĩ đến chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Đúng không ạ? Vừa ăn mà cái tâm trí của chúng ta, cái thân ở nơi này, mà cái tâm trí thì nghĩ về cái chuyện khác, thì chúng ta sẽ không có được cái sự tập trung và chúng ta cũng sẽ không có được cái lòng biết ơn luôn. Và anh chị hình dung là gì ạ? Cho nên khi mà mình ăn một cái món ăn nào đó, mình hãy cảm thụ rằng là gì? Đây là một cái điều quý giá, một cái gọi là phép màu mà vũ trụ ban tặng. Anh chị hình dung là thức ăn nó cũng là năng lượng, cơ thể bản thân của chúng ta cũng chính là năng lượng. Và khi mà anh chị ăn thì anh chị sẽ rèn luyện được cho mình một cái đức tính, đó chính là gì? Tình yêu thương và lòng biết ơn. Quan trọng là mình duy trì được cái cảm xúc tình yêu thương và lòng biết ơn nó được dài hạn anh chị. Nếu như anh chị liên tục duy trì cái lòng biết ơn, tình yêu thương mỗi ngày trên 51% thì cuộc sống của anh chị bắt đầu nó cải thiện rồi. Nhưng mà nếu như anh chị duy trì được 60, 70, 80% thì anh chị sẽ thấy rằng là gì? Cuộc sống của mình cải thiện rất là rõ rệt về những cái điều mà mình đã cảm thấy biết ơn. Đúng không ạ? Và nên khi anh chị ăn uống á, thì anh chị hãy dành toàn bộ thời gian tâm trí của mình để ở cái thời điểm hiện tại là tốt nhất. Để chúng ta có thể rèn luyện tình yêu thương đối với cái món ăn của mình. Và bao nhiêu trong số anh chị ở đây là chúng ta đã xem về cái video thí nghiệm của nước ạ? Đó chính là gì ạ? Mọi suy nghĩ của chúng ta anh chị, nó có tác động trực tiếp đến cái lượng nước bên trong
cơ thể của chúng ta và kể cả bên ngoài luôn. Nếu như mà mỗi ngày anh chị ăn uống, anh chị cho những cái bao nhiêu trong số anh chị ở đây là gì ạ? Khi mà mình vừa suy nghĩ đến những cái điều không tích cực đâu ạ. Khi mà mình ăn cái là mình ăn trong những cái cảm xúc không tích cực đâu ạ. Trước đó mình có những cái thói quen là gì? Mình vừa ăn mình suy nghĩ đến chuyện không vui, không tích cực trong cái ngày hôm nay đã xảy ra, mình đi làm có những cái cảm xúc không tích cực trong công ty và trong cái quá trình mình ăn anh chị. Tế bào của chúng ta là năng lượng mà, nước cũng là năng lượng, chúng ta là năng lượng mà. Nếu như chúng ta ăn, chúng ta cho suy nghĩ không tích cực nó tác động vào, thì cái suy nghĩ không tích cực đó nó sẽ phóng cái năng lượng ra trên chính cái cơ thể của chúng ta qua cái lượng nước trong cơ thể. Và anh chị hình dung là khi mà anh chị xem video của nước đó thì sao ạ? Khi mà để nước ở trong những cái bài nhạc mà có tình yêu thương và lòng biết ơn đó, những cái bài mà nhạc vui đó, thì nước nó sẽ tạo ra một cái tinh thể rất là đẹp, đúng không ạ? Nhưng mà khi cho nước nghe những cái bài nhạc nói về cái sự buồn bã, thất tình hoặc là những cái điều không vui trong cuộc sống, thì nước nó sẽ tạo ra một cái tinh thể rất là xấu xí, đúng không ạ? Cùng một lượng nước như nhau, cùng một cái dòng nước lấy ở một nơi như nhau, nhưng mà cái sự tác động giữa những điều tích cực và những điều không tích cực nó sẽ tạo ra hai cái tinh thể nước khác nhau. Và chính trên cơ thể của chúng ta nó chiếm hơn 70% là nước, còn bộ não của chúng ta thì nó sẽ chiếm hơn 80% là lượng nước. Và nếu như mỗi ngày chúng ta ăn uống, chúng ta tập trung vào những điều không tích cực, thì những suy nghĩ đó nó sẽ tác động trực tiếp lên tế bào của chúng ta. Và theo anh chị là bệnh đến từ đâu ạ? Theo anh chị bệnh đến từ đâu ạ? Bình thường thì người ta sẽ nói bệnh đến từ thức ăn, đúng không ạ? Thì đó cũng là một yếu tố. Và cái thứ hai nữa là gì? Bệnh, nó cái sự chưa khỏe đó, nó sẽ xuất phát từ cái yếu tố thứ hai, đó chính là suy nghĩ của chúng ta. Và bao nhiêu trong số anh chị thấy rằng là những người họ hay suy nghĩ về những điều không tích cực nhiều trong ngày, thì đa số họ sẽ mắc những cái chứng không an toàn nhiều hơn đối với những người suy nghĩ tích cực ạ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ không biết rằng là gì, chính cái suy nghĩ của chúng ta nó tác động trực tiếp lên tế bào của mình. Nếu như những suy nghĩ mà tích cực vui vẻ thì tế bào của chúng ta nó cũng được hưởng cái điều tích cực vui vẻ đó, và nó làm cho cái tế bào của chúng ta năng lượng hơn, và chúng ta y như là tế bào của chúng ta được tưới tẩm những cái chất phân bón bồi bổ những cái chất tinh chất vào trong cơ thể của chúng ta. Và anh chị thấy những người luôn vui vẻ thì cái mặt của họ luôn luôn tươi trẻ, đúng không ạ? Họ luôn, những cái người mà họ hay cười á, anh chị thấy họ trẻ hoài à. Còn những cái người mà họ tại sao anh chị thấy những cái người mà họ ngày hôm nay họ chưa được khỏe, nhưng mà bắt đầu cái suy nghĩ của họ lại nghĩ đến cái viễn cảnh là thôi chắc là mình không được khỏe như thế này, là không biết mình như thế nào đây, mình nghĩ về những cái điều không tích cực, mình nghĩ đến cái chuyện mà không an toàn luôn rồi. Thì những cái con người mà họ không khỏe như vậy, họ nghĩ đến cái điều đó anh chị, thì cái sức khỏe của họ xuống cực kỳ nhanh. Anh chị có thấy rằng cái điều đó đúng không ạ? Và còn những cái người mà họ suy nghĩ tích cực trong ngày thì cái sức khỏe của họ đảm bảo hơn. Đó, cho nên là khi mà anh chị ăn thức ăn trong ngày cũng vậy, anh chị hãy tập trung ở hiện tại và anh chị hãy biết ơn. Anh chị dành những cái suy nghĩ yêu thương, những cái suy nghĩ tích cực đến những cái người đã tạo ra được những cái thức ăn này. Được không ạ? Để sao ạ? Khi mà anh chị gấp cái thức ăn của mình, anh chị ăn với cái tình yêu thương và lòng biết ơn đủ lớn, thì thức ăn đó nó cũng có thêm một cái sự gọi là gì ạ? Có một cái thêm một cái năng lượng yêu thương hơn đối với cho vào cơ thể của chúng ta. Và bao nhiêu trong số anh chị ở đây là gì ạ? Khi mà chúng ta ăn á, chúng ta ngồi chúng ta ăn, thì chúng ta đôi lúc cái thân của chúng ta ăn, nhưng mà cái suy nghĩ của chúng ta nghĩ về một cái dự án nào đó, nghĩ đến một cái công việc nào đó trong ngày. Chúng ta thì trong sách quyền lực đích thực của thiền sư Thích Nhất Hạnh, ông ấy nói rằng là gì? Trong quá trình bạn ăn mà bạn nghĩ đến cái điều gì đó đó, thì tức có nghĩa là bạn đang ăn cái dự án nào đó, bạn đang ăn cái công việc nào đó, chứ dường như bạn không phải bạn đang còn ăn thức ăn nữa. Vừa ăn mà chúng ta vừa nghĩ đến công việc nào đó, vừa ăn mà chúng ta vừa nghĩ đến cái sự không vui vẻ nào đó trong ngày, thì tức có nghĩa là trong quá trình ăn đó mình không phải còn ăn thức ăn nữa, mà mình đang nuốt vào bên trong cơ thể của mình những cái công việc, những cái dự án, những cái suy nghĩ không tích cực nào đó. Được không ạ? Nếu như mình ăn, mình giữ những cái suy nghĩ không tích cực, thì tức có nghĩa mình đang ăn những cái điều không tốt vào bên trong cơ thể của mình. Mặc dù thức ăn nó ngon,
Được không ạ? Và nếu như anh chị không có lòng biết ơn đối với thức ăn của mình đang ăn, mình không tập trung ở hiện tại đó, thì dù món ăn hôm đó có ngon cỡ nào đi chăng nữa, thì hình như cái vị ngon đó nó giảm sút đi mất rất là nhiều. Đúng không ạ? Khi mà bao nhiêu trong số anh chị đây, mình ăn xong rồi và cái người thân của mình hỏi rằng là gì? Món ăn hôm nay có ngon hay là không? Thì hầu như mình không có cái cảm giác lưu luyến nào trong cái mùi vị của thức ăn đó đâu ạ. Bao nhiêu trong số anh chị đã từng như vậy ạ? Bản thân của Thiền cũng vậy anh chị. Khi mà ăn thì mình cứ nghĩ đến cái điều này, nghĩ đến cái điều kia, và mình cứ ngồi mình vừa ăn, mình vừa xem điện thoại, và mình cứ ăn vào cho nó đến thôi, ăn cho nó nhanh, ăn cho nó xong thôi. Nhưng mà khi mình hỏi là hôm nay ăn món gì, đôi lúc mình cũng không biết là hôm nay ăn món gì luôn. Có nghĩa mình, cái thân mình ăn nhưng mà cái tâm của mình đặt ở nơi khác. Được không ạ? Mình đang ăn, nhưng mà thực ra mình đang ăn những cái bộ phim nào mình đang coi đó. Cho nên là anh chị nào có thói quen vừa ăn vừa xem phim, thì hãy thay đổi lại ngay cái thói quen này. Tức là mình ăn, mình hãy tập trung ở hiện tại để mình cảm nhận được cái vị ngon của thức ăn. Thì khi mà anh chị tập trung ở hiện tại, anh chị dành tâm thân trí của mình vào cái bữa ăn hôm đó, thì anh chị cảm thấy rằng là gì? Bữa ăn dường như nó ngon hơn. Và anh chị thấy những người nào á, họ xinh đẹp, họ năng lượng cơ thể của họ rất là đẹp, thì anh chị sẽ thấy rằng những người đó rất yêu thức ăn. Bản thân của Thiện là anh chị rất yêu thức ăn luôn. Và mình xem thức ăn gọi là như là thần linh của mình, bởi vì mình đói thì cơ thể của mình không chịu được. Cho nên mỗi lần mà mình đi ăn á, mình cực kỳ trân trọng những cái món ăn mà những cái con người họ đã làm ra. Ví dụ như mình đến một cái quán ăn nào đó, nhà hàng nào đó, mình ăn, mình gọi một cái thức ăn nào đó ra mà mình thấy họ bày trí rất là đẹp, thì mình luôn luôn tỏ một cái lòng biết ơn. Mình luôn luôn cảm ơn những con người vĩ đại đã tạo ra cái món ăn ngon như thế này để giúp cho mình có được cái bữa ăn ngon. Và thiền ăn trong một cái tâm thế là gì ạ? Mình ăn trong một cái tâm thế tình yêu thương và lòng biết ơn, và mình cảm nhận rằng là gì? Món ăn này nó cực kỳ ngon. Và mình ăn với một cái cảm giác rất là ngon lành. Chứ không phải mình vừa ăn mà mình vừa bấm điện thoại, mình vừa ăn mà mình vừa để cái tâm trí của mình ở đâu đó. Thì tức có nghĩa mình không có lòng biết ơn anh chị. Mình sống với một cái sự vô tâm, mình không có lòng biết ơn. Và anh chị hình dung là gì? Người có lòng biết ơn thì luôn được ban tặng thêm. Còn người không có lòng biết ơn, anh ta hay cô ta sẽ bị tước đi. Cho nên là bây giờ bao nhiêu trong số anh chị mong muốn là cuộc sống của mình luôn no ấm đủ đầy đâu ạ? Hay là anh chị muốn cuộc sống của mình là ngày hôm nay có được bữa ăn nhưng mà ngày hôm sau không có đâu ạ? Vậy thì chúng ta cần phải làm gì đây? Vậy thì chúng ta cần phải làm gì anh chị? Vậy thì chúng ta cần phải sao ạ? Chúng ta cần phải tập trung ở hiện tại, hiện diện 100%, đúng không ạ? Chúng ta hiện diện 100% để chúng ta biết ơn, chúng ta yêu thương những cái món ăn mà chúng ta ăn mỗi ngày. Thì lúc đó anh chị cảm thấy là ngày hôm nay anh chị thử thực hành đi. Anh chị tập trung dành tâm huyết của mình nấu ăn, gửi tình yêu thương và lòng biết ơn vào đó. Sau khi dọn món ăn lên trên bàn, anh chị hãy ăn với tâm thế là mình tập trung ở hiện tại và mình biết ơn yêu thương và mình cảm nhận món ăn mà mình đã nấu ra. Hoặc là hôm nay người chồng của mình nấu ăn, thì mình ăn với một cái tâm thế tập trung ở thời điểm hiện tại, thì anh chị sẽ cảm thấy là món ăn đó cực kỳ ngon. Được không ạ? Và những anh chị nào biết ơn đồ ăn, thì dường như những cái đồ ăn đó sẽ có nhiều hơn và nó sẽ sản sinh ra nhiều cái món ăn ngon hơn cho anh chị vào ngày hôm sau. Được không ạ? Và anh chị hình dung là gì ạ? Khi mà anh chị ngồi vào bàn ăn, thì anh chị phải biết ơn thức ăn của mình, biết ơn những người mà họ đã tạo ra những cái món ăn, để mình gửi cái tần số yêu thương, tần số biết ơn đối với những cái người đã tạo ra được cái món ăn đó. Và anh chị hình dung là tình yêu thương của chúng ta là vô hạn mà. Và khi mình cho đến tình yêu thương thì mình đâu có tốn gì đâu anh chị, đúng không ạ? Nhưng mà anh chị hình dung là khi mà mình cho đi tình yêu thương đó, không những mình không tốn cái gì cả, nhưng mà ngược lại mình còn được nhận nhiều hơn, nhiều điều tốt đẹp hơn nữa. Và khi mình cho đi cái tần số yêu thương đối với những cái người mà họ tạo ra thức ăn đó, thì mình sẽ gửi cái tần số yêu thương đó đến những cái người đó. Và những cái người mà họ tạo được cái tần số yêu thương tích cực từ mình, thì sao ạ? Họ sẽ càng
khỏe mạnh hơn, họ sẽ càng tốt đẹp hơn, cuộc sống của họ tích cực hơn, cuộc sống của họ sẽ giàu có hơn, cuộc sống của họ sẽ khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn. Đúng không anh chị? Bởi vì khi năng lượng thì nó có cái tính lây lan. Ngày hôm nay anh chị cho đi cái tần số yêu thương và biết ơn, thì cái tần số đó sẽ gửi đến cái người mà tạo ra cái sản phẩm đồ ăn đó, và họ sẽ cảm nhận được, và cái tình yêu thương của họ càng ngày càng lớn hơn. Và khi mà họ có cái tình yêu thương lớn hơn, lòng biết ơn lớn hơn, thì cảm xúc bên trong họ thay đổi. Cảm xúc bên trong thay đổi thì sẽ thu hút điều tốt đẹp tích cực đến với những người mà mang tạo ra được những cái sản phẩm thức ăn cho chúng ta. Nó hay lắm anh chị. Cái này nói về chuyên sâu một xíu thì đôi lúc anh chị hiểu, nhưng mà không biết là anh chị, một số anh chị mới thì anh chị có hiểu được cái phần mà năng lượng này không ạ? Nó hơi sâu xa một xíu, nhưng mà nó cũng cơ bản thôi anh chị. Được không ạ? Nó hơi sâu xa một xíu nhưng mà đơn giản, nó cũng cơ bản thôi. Tức nghĩa là năng lượng nó sẽ có tính lai lan, cho nên là cái tần số năng lượng anh chị cho đi ra ngoài bao nhiêu thì những con người bên ngoài mà anh chị mong muốn cho đi, họ sẽ đón nhận hết tất cả. Được không ạ? Tình yêu thương của chúng ta là vô hạn anh chị. Và tình yêu thương anh chị hình dung là tình yêu thương mà chúng ta cho đi càng lớn bao nhiêu đó thì nó sẽ quay về chúng ta càng lớn bao nhiêu. Và nếu như anh chị cho đi tình yêu thương và lòng biết ơn anh chị càng cao á, thì những con người anh chị gặp trong cuộc sống đó, gặp trong cuộc đời khi mà họ xuất hiện với mình đó, thì sao ạ? Thì những cái con người mà cực kỳ yêu thương, dễ thương đều đến với cuộc sống của mình nhiều hơn. Đúng không ạ? Khi mà mình biết ơn những cái con người hiện tại mình đang có, thì chắc chắn những con người tiếp theo sẽ đến với mình. Những con người yêu thương và biết ơn sẽ đến với mình nhiều hơn nữa. Và đây sẽ là một cái bí kíp mà để giúp cho anh chị mình luôn luôn có được cái tình yêu thương và lòng biết ơn. Anh chị muốn biết bí kíp đó không ạ? Anh chị thấy là có nhiều người á, tại sao họ làm việc rất là nhiều, họ làm việc rất là chăm chỉ, nhưng mà tại sao mình lại thành công hơn họ? Thiền lại thành công hơn những người khác. Những người khác họ cũng làm việc cùng tần số giống như Thiền luôn, nhưng mà cái sự thành công của họ không bằng mình. Chỉ có một bí kíp thôi anh chị. Đó là chữ tâm. Chữ tâm anh chị. Chỉ cần anh chị có một chữ này thôi, là cho dù anh chị đi đến đâu, anh chị cũng thành công hết. Anh chị ở đâu anh chị cũng tạo ra được cái sự thành công. Anh chị ở đâu sẽ cũng được nhiều người yêu quý và trân trọng mình cả. Cho nên là tài thì đi đôi với đức, đúng không ạ? Nếu như có tài mà không có đức á, thì mình cũng không thể thành công lâu dài được. Đó. Cho nên anh chị hình dung là dù anh chị ra sao, nhưng mà mình phải là cái người đúng trước. Ai làm sai thì kệ họ anh chị, nhưng mà mình phải làm là cái người đúng trước. Tại vì sao ạ? Tại vì khi mà mình không đúng thì những cái người mà họ làm những việc không đúng á, thì họ là người nhận, chứ đâu phải mình là cái người nhận đâu. Cho nên là gì? Mình cũng đừng có suy nghĩ không tích cực rằng là gì? Ô, cái người này họ suy nghĩ thế này, cái người họ suy nghĩ thế kia đối với mình. Không quan trọng đâu anh chị. Quan trọng là mình nghĩ gì về mình nó mới quan trọng. Còn người khác nghĩ gì về mình nó không có quan trọng đâu. Ví dụ anh chị hình dung là gì? Nếu như á, mà họ nghĩ về mình là một cái người thành công, một cái người tuyệt vời, thì ai là người nhận ạ? Chính họ là người nhận. Nhưng mà nếu như họ suy nghĩ không tốt về mình, họ suy nghĩ mình là gì? Tại vì mình thành công là nhờ mình làm cái điều không tốt này, mình nhờ làm cái điều không tốt kia, cho nên mình mới thành công, mình kiếm nhiều tiền như vậy. Thì ai là người nhận anh chị? Khi mà họ nói ra những điều đó, chính những điều đó sẽ quay lại chính với bản thân của họ. Cho nên là gì? Người khác nghĩ về mình không quan trọng. Họ nghĩ như thế nào thì họ hưởng như thế thôi. Đó. Cho nên là sao ạ? Có nhiều anh chị là gì? Được người khác khen á, thì mình rất là vui, mình rất là tích cực luôn. Nhưng mà khi mà người khác chê á, là bắt đầu là sao ạ? Bắt đầu là cái cảm xúc của mình nó khác liền. Bắt đầu mình tiêu cực liền. Cãi cho tới cùng luôn. Và anh chị hình dung là gì? Khi mà anh chị hiểu về những quy luật của vũ trụ á, thì ai nói gì về mình nó không có quan trọng đâu anh chị.
Quan trọng là mình nghĩ gì về mình không có quan trọng. Và trên cuộc đời này sẽ có hai nhóm người. Một nhóm người thứ nhất, họ sinh ra là để họ khen mình, họ yêu thương, trân trọng, quý mến mình. Và nhóm người thứ hai là họ sinh ra để họ đi nói xấu người khác, họ gato với mình, họ sẽ chỉ trích và phán xét mình. Thì những ngôi nhóm người đó, họ không bao giờ thành công được. Và anh chị hình dung là mình hãy tập trung vào những cái nhóm người mà yêu thương quý mến mình. Và những nhóm người này á, trong xã hội thì nó chỉ có 10% thôi. Được không ạ? À? Còn những cái người ghét mình hay là những người phán xét mình, nói xấu mình, nói những điều không tích cực đối với mình thì nhóm đó rất là đông. Được không ạ? À? Nhóm đó là giống như những con vịt đó anh chị. Hàng ngày nó cứ cạp 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 hoài à. Nó đi gặp ai nó cũng cạp hết. Gặp ai nó cũng nói hết. Và anh chị hình dung là những cái con người mà là vịt đó, những con vịt này là nó rất là hung hãn và nó hay đi nói xấu người khác. Cho nên là sao ạ? À? Suốt ngày mà mình gặp những con vịt đó thì mình cũng sẽ trở thành vịt luôn. Cho nên là bây giờ anh chị mong muốn mình là mình chơi với đại bàng. Mình mong muốn là mình chơi với những cái con người như thế nào đây? Mình chơi với những con người mà hàng ngày họ luôn yêu thương, họ luôn ủng hộ mình thành công. Mình chia sẻ ra những ước mơ, hoài bão, mục tiêu của mình. Họ ủng hộ, họ nói rằng là gì? Ước mơ của em tuyệt vời đó, hãy cố gắng, hãy tiếp tục tiến lên phía trước để thực hiện ước mơ của mình em nhé. Hay là anh chị chơi với những người mà mình mới chia sẻ ước mơ hoài bão của mình ra là gì? Thôi, mày mà làm được cái gì? Thôi bỏ cuộc đi nhé, tao đây chưa làm được mà mày làm được cái gì? Thôi đừng có mơ mộng hão huyền về cái việc mà mình trở nên thành công và giàu có nữa, bỏ cuộc đi. Vậy thì anh chị mình thích chơi với những người bạn như thế nào ạ? Mình thích mỗi buổi sáng mình vào Zoom như thế này là mình chơi với những người bạn là luôn yêu thương, ủng hộ thành công của mình. Hay là anh chị thích là chơi với những người như thế nào? Và anh chị hình dung là những nhóm người mà không tích cực, không tốt đẹp này rất là nhiều. Cho nên là cái việc mà mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy, mỗi ngày chúng ta tiếp xúc với những con người ngoài kia, chúng ta nghe những điều đó là bình thường rồi. Nhưng mà quan trọng là mình phải giữ được cái cảm xúc và năng lượng của mình. Người khác nói gì về mình không quan trọng. Quan trọng là mình nghĩ về gì về chính bản thân của mình. Ai nói gì mà kệ. Miễn mình sống đúng, miễn mình sống tốt, miễn làm sao mình làm những điều đúng đắn là được rồi. Mình cứ ưỡn ngực mình đi thôi. Mình cứ ngẩng mặt lên trời mình đi thôi. Đúng không ạ? Cho nên anh chị hình dung là anh chị lên Google á, anh chị tìm những người nổi tiếng, anh chị tìm những người thành công nào đó. Anh chị sẽ thấy là một số trang báo họ sẽ khen. Và một số trang báo họ sẽ nói về những điều chê bai, trách móc, nói về những điều không tích cực. Luôn là như vậy anh chị. Được không ạ? Và theo anh chị, trên cái vũ trụ này nè, những cái người nổi tiếng, những người thành công, không có người nào mà họ không bị ganh ghét, họ không bị đố kỵ cả. Kể cả Đức Phật, kể cả các tỷ phú la, các triệu phú la cũng vậy. Họ đều bị nói xấu hết anh chị. Được không ạ? Không trên, cho nên là trong cuộc sống này có hai mặt, một mặt tích cực và một mặt không tích cực. Cũng có hai nhóm người, một là nhóm người tích cực, hai là nhóm người không tích cực, được không ạ? Cho nên là mình hãy tập trung vào cái nhóm người mà mình mong muốn giao tiếp, và bên trong tâm trí của anh chị nghĩ mình như thế nào thì sao ạ? Thì mình là người như thế đó. Quan trọng là mình nghĩ gì về chính mình thôi. Nếu anh chị đang ở trong môi trường của những người không thành công, không tích cực thì sao? À, nếu như anh chị đang chơi với 5 người bạn mà họ không mong muốn anh chị thành công thì sao? Một số anh chị bảo rằng là gì ạ? Ồ, chị chơi với những người không tốt đó, chị biết họ làm những điều không tốt. Nhưng mà không sao cả, chị chơi chung như vậy. Nhưng mà chị sẽ không có bị nhiễm đâu. Không có bị nhiễm những điều không tốt từ họ đâu. Nhưng mà theo anh chị nè, nếu như mình để một cái đống rác ở trong phòng của mình đủ lâu á, thì mình có bị bốc mùi không ạ? Mặc dù mình biết nó là rác nha, mình đứng xa cái đống rác đó rồi, nhưng mà cuối cùng mình cũng vẫn bị ám mùi, đúng không ạ? Cho nên bây giờ là gì ạ? Mình hãy cho phép bản thân của mình chơi chung với những người thành công đi, những cái người mà họ mong muốn mình thành công đó, được không ạ? Những cái người mà mong muốn anh chị thành công, mong muốn anh chị tiến lên phía trước. Và hãy giao tiếp với những con người thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc. Những con người luôn vui vẻ, luôn đón nhận. Chứ không phải mình chơi chung với những người mà hàng ngày á, họ kéo mình xuống.
Và mình chơi với những con người kéo mình xuống thì không bao giờ mình ngóc đầu lên được. Mình chia sẻ đến những ước mơ hoài bão mà họ kéo mình xuống thì không bao giờ mình ngóc đầu lên được. Họ nói rằng là gì? Ồ, dậy sớm làm gì? Dậy sớm chi cho nó mệt. Ngủ tiếp đi. Ngủ tiếp nó không sướng hơn sao? Cần chứ mà dậy sớm làm gì? Được không ạ? Và anh chị hình dung là nếu như anh chị chơi với những cái người mà hàng ngày họ nói những cái điều không tốt, không tích cực như vậy đó, thì cái năng lượng trong cái tế bào của mình nó cũng bị thay đổi luôn. Đúng không ạ? Năng lượng trong tế bào của mình nó cũng bị thay đổi luôn mà. Nó sẽ bị tác động đến cái tâm thức của bên trong của mình. Và hàng ngày mình cho đi vào bên trong tâm trí của mình điều gì thì mình sẽ nhận lại đúng cái trạng điều đó. Cho nên là sao ạ? Hãy chọn những cái môi trường nào á mà giúp cho bản thân của mình thành công lên mỗi ngày. Giao tiếp với những con người nào mà tích cực, tốt đẹp lên mỗi ngày để mình bảo vệ được cái tâm thức của mình. Mình đã bảo vệ được sức khỏe của mình. Mình bảo vệ được cái lượng dinh dưỡng trong tế bào của mình. Và trong hàng ngày khi anh chị thực hành lòng biết ơn đối với đồ ăn của mình á, thì hãy luôn tập trung tâm trí của mình ở thời điểm hiện tại. Mình ăn cái gì thì mình hãy tập trung tâm trí của mình ở hiện tại, mình biết ơn điều đó. Ví dụ như mình ăn những cái món ăn nào đó thì mình hãy biết ơn những người tạo ra món ăn đó, để mình tạo ra một cảm xúc tốt đẹp, mình lan truyền ra ngoài vũ trụ thì vũ trụ sẽ đón nhận, được không ạ? Và sẽ mang lại cho anh chị nhiều điều tốt đẹp hơn trong cái quá trình mà anh chị thực hành. Rồi, thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hành tiếp tục, đó chính là dạng chúng ta sẽ cùng nhau viết ra ít nhất là 10 điều chúng ta cảm thấy biết ơn nhất. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lấy sổ với bút của mình ra. Chúng ta sẽ cùng nhau viết 10 điều mà chúng ta cảm thấy biết ơn anh chị ha. Rồi, anh chị thấy chưa? Anh chị chờ một xíu ha. Rồi, anh chị lấy vở bút của mình ra nha. Rồi, anh chị thấy màn hình chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau viết ra, thực hành ít nhất là 10 điều chúng ta cảm thấy biết ơn, đúng không ạ? Rồi, anh chị viết theo cú pháp ở trên màn hình anh chị nha.
Rồi, rất là tuyệt vời chị ơi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thực hành với gia vị nhiệm màu. Thì cái bước số 2 là gì ạ? Bước số 2 là hôm nay trước khi ăn bất cứ điều gì, hãy dành thời gian vào món ấy và nói to trong tâm trí từ nhiệm màu cảm ơn. Nếu muốn, bạn có thể rắc bụi phép màu, phép thuật lên thức ăn hoặc nước uống. Trước khi đi ngủ, hãy cầm hòn đá nhiệm màu và nói từ nhiệm màu cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong ngày hôm đó. Thì sáng hôm nay anh chị, khi trong quá trình anh chị ăn á, thì anh chị có thể là gửi một lời biết ơn nào đó đến với thức ăn của mình. Hoặc là sao ạ? Trong cuốn sách nó có chia sẻ là gì? Hãy rắc bụi phép màu. Có nghĩa là trước khi mình ăn thì mình có thể là dùng cái tay của mình anh chị. Anh chị có thể là rắc bụi phép màu cũng giống như là gì? Rắc giống như rắc muối đó anh chị. Anh chị hình dung được không ạ? Để cho anh chị dễ hình dung là chúng ta sẽ rắc bụi phép màu lên và chúng ta gì ạ? Món ăn này giúp cho tôi ăn ngon, khỏe mạnh, tế bào của tôi xinh đẹp, ăn để cho tôi tràn đầy năng lượng. Và khi anh chị gửi lời biết ơn và anh chị nói những cái điều tốt đẹp với món thức ăn của mình đó, thì anh chị ăn sẽ cảm thấy ngon hơn và nó sẽ khỏe mạnh hơn cho anh chị rất là nhiều. Thức ăn này giúp cho tôi da căng bóng mịn, giúp cho tôi khỏe mạnh, giúp cho tôi tràn đầy năng lượng, được không ạ? Thì anh chị có thể là rắc bùa phép màu lên những cái món đồ ăn. Anh chị hình dung là chúng ta như là chúng ta có phép thuật, đúng không ạ? Nhưng mà thực sự anh chị, trong cuốn sách Lời Biết Ơn này, những người vĩ đại đã, những người thành công thực sự, họ đã viết nên cuốn sách này. Cho nên là chúng ta sẽ thực hành và chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Phép màu sẽ xảy đến với cuộc đời của chúng ta một cái cách rất là vi diệu anh chị. Cho nên là sao ạ? Sáng ngày hôm nay là gì? Trước khi ăn sáng thì sao ạ? Hãy rắc bùa phép màu lên cái món mà chúng ta ăn nha, để chúng ta có được cái điều tốt đẹp nhất. Và hãy nhớ là gì ạ? Thực hành mỗi ngày. Và trong ngày hôm nay khi mà thực hành xong rồi, chúng ta sẽ cùng nhau cầm hòn đá lòng biết ơn này, nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất trong ngày, và chúng ta hãy giữ nó trong tay, và chúng ta hãy ngủ với sự yêu thương, biết ơn và tất cả những điều tốt đẹp nhất, được không ạ? Rồi, rất là biết ơn tất cả các anh chị. Sáng ngày hôm nay chúng ta đã học xong, đến cái buổi tiếp theo và thì cũng sẽ thông báo là gì ạ? Ngày mai thì Thiện cũng có một chuyến đi công tác tại Singapore cùng với tất cả anh chị câu lạc bộ của mình. Cho nên là sáng mai chúng ta sẽ không có Zoom sáng cho đến là ngày 22. Và bắt đầu ngày 23 chúng ta sẽ bắt đầu lại Zoom sáng. Thực hành lòng biết ơn tiếp tục anh chị ha. Và chuyến công tác này đi Singapore thì khoảng 4 ngày anh chị. 4 ngày. Cho nên là ngày mai chúng ta sẽ không có Zoom sáng. Anh chị có thể là tự thức dậy sớm. Anh chị có thể là làm quy trình. Anh chị cũng sẽ rèn luyện cho mình thói quen là biết ơn anh chị ha, chứ không phải không có Zoom sáng là chúng ta ngủ đến 7-8 giờ dậy nha, được không ạ? Không có Zoom sáng nhưng mà chúng ta cũng phải kỷ luật. Ví dụ như không dậy 4 giờ rưỡi thì anh chị cài báo thức dậy 5 giờ, anh chị có thể là đọc trước sách, được không anh chị ơi? Rồi, hãy nhớ rằng là gì, trong thời gian là gì không có Zoom sáng thì vẫn có Zoom hàng ngày của câu lạc bộ anh chị ha, Zoom trưa và Zoom tối. Thì Thiện sẽ sắp xếp nhờ một anh chị gửi mã Zoom cho tất cả các anh chị học, được không ạ? Rồi. Và rất là tuyệt vời, chúc tất cả anh chị chúng ta có một buổi sáng tràn đầy năng lượng, tràn đầy thành công, vui vẻ, hạnh phúc và mọi điều phúc lành nhất đến với cuộc đời của chúng ta. Rồi, hẹn gặp lại tất cả các anh chị vào ngày 23 nha. Rồi, bye bye, xin chào tất cả anh chị ạ.